Dạ vâng, trước mặt quý vị các bạn ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một tên thật quý vị anh chị các bạn một cái mẫu xe cực kỳ chất mới cập bến. Thì quý vị anh chị các bạn có thể thấy là một chiếc xe nó là màu xanh ngọc của bản XLS 2016 anh em ạ. Màu xanh ngọc này cực kỳ căng cứng và cái chiếc xe là cực kỳ đẹp, và quý anh chị các bạn cùng khám phá cùng có mình nhé. Với chiếc xe nó đẹp đến từng chi tiết và nó cái độ cái tiến độ của cái xe nó khá là nhiều anh ạ. Tiến độ anh em hãy cùng con người khám phá cái xe này đã được chủ nhân họ độ rất nhiều thứ rất là đẹp. Tổng thanh anh em có thấy là cái phần dáng rất là căng cứng gần sắc nét. Cái xe này mới về mình chủ cũ đi rất là giữ gìn và cái xe rất là còn cứng, đồ rất nhiều đồ đẹp, nên là chỉ cần về giao bán ngay, không phải chỉnh sửa hay là sơn phủ hay gì cả. Anh thấy lốp rất là mới nhá, dãy lốp các thứ rất là sâu, lốp này lốp 2020, lốp mới thay. Đó, hai quả lốp sau là hai quả 2016. Phanh đi ABS rồi, tại đồng vét sâu, lốp này anh em đi có thể 2 năm nữa mới phải thay. Đây anh em xem được cái con ốc tuyên rồi, hệ thống treo các con ốc sơn cô lốp này. Rồi sáng choang. Số tự động 2, số tự động 2.2, hộp số 6 cấp, xi nhan tiếng trên gương và đã được chủ họ độ gương cột xòe nhá, nhiều đồ đẹp lắm. Đây, cáo chỉ xe gần như nguyên zin hết anh ạ, các mã kính đều nguyên zin, từ ốc cho cánh cửa, từ cáo chỉ đều thẳng tắp, thanh giá lóc, rồi là thanh thể thao được độ như oai trách rồi. Anh em thấy độ chơi của bác chủ xe này, bác cái độ có cái trong xe nào không? Rất là kích càng không ạ? Đấy, anh em thấy không? Keo chỉ còn rất là riêng, bật lên xuống này. Đấy, bật lên xuống rồi là chút cái nhà má này, bật xuống nhà má nó rất là kít. Đấy nhá. Đấy, có thấy là thế này là dòng vệ cho xe, anh em thấy là một chiếc xe mủ linh mà bác chủ không đi than vỉa hay là đi vùng biển đâu nhá. Chiếc xe nó không một cái chút vùng bột hay là có khi không bị rỗ một cái nào cả. Bây giờ anh em nghĩ ở Quảng Ninh là không gầm nó hay bị vùng bột, tuy nhiên thì không phải rồi nhá, cũng tùy thôi, tùy từ chiếc xe mà tùy từng chủ hay là từng vùng hay là từng cái công việc của các chủ xe khác nhau. Đấy, như chiếc xe này thì anh em có thấy là rất là chơi, mua về đi chơi và là chở ít đồ nhẹ nhẹ thôi, không có gì là ảnh hưởng đến xe, nên chiếc xe là rất là giữ gìn. Còn mình sẽ quay kỹ các phần chi tiết để anh em cùng xem để đánh giá cái chất lượng con xe này nhá. Đấy, anh em thấy không? Về mưa là chân kính này, đấy, tay nắm cửa này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, có cả cái hộ tem Discovery này. Đấy, anh em thấy không? Sport luôn. Đẹp lắm. Và kỹ từng phần này em cùng xem nhé. Khám phá một chiếc xe. Đây lốp sau là lốp từ 2016 này. 2016 đấy. Lốp này lốp theo xe là 2016, còn hai quả lốp trước thì đã được thay 2020. Để anh em đi yên tâm lắm, không phải nghĩ lại gì. Đây thùng mẹ chiếc xe này, phía sau này ấy ốp đèn này, ốp nhựa này, đấy đầy đủ lắm, rất là đẹp. Đây thùng mẹ sóng sàn đây anh em xem này, đấy từng cái đinh bấm nhá, phía sau thành này, đấy, phía sau này rất là đẹp. Đấy, chiếc xe nó còn rất là đẹp anh em ạ. Đẹp lắm. Ý, chắc định luôn. Đây, anh em thấy không? Sao lỗ, đây phình phát này luôn. Ý, chắc. Chiếc này đang có mấy vị khách hàng đang hỏi mình để hỏi công minh xem có chiếc sao đẹp không, thì công minh sẽ quay video này gửi cho anh em. Anh em có coi cái không?
Tuy nhiên những xe đẹp này thì không không mua quá đáng tâm tiếc ạ, tại vì chiếc xe đẹp không phải mua dễ dàng mua được. Đấy. Thì con mình sẽ khám phá cùng cho mọi người khám phá nội thất của xe nó mới đẹp thôi. Để biết cái chất độ của bác chủ và cái độ bác trong xe như nào, chơi như thế nào. Đẹp lắm anh ạ. Chết luôn. Rồi, qua cái phần kính cho anh em cùng xem. Anh em xem tất cả các mã kính đều là mã kính zin hết nhá. Từ 2016 này. Đấy. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 cơ. Anh em thoải mái đi. Đấy. Lốp mới anh nhá. Lốp mới. Mới đây 2020 này, nó rất là sâu luôn. Đẹp lắm. Đây là phần máy của xe anh em nhé. Máy của xe này, khoang động cơ này, động cơ 2.2 turbo. Cái cặp turbo này, cái cặp điện lực này, điều chỉnh này. Anh em cứ dự kiến là một chiếc xe mà này thì máy này động cơ 2.2 turbo rất là êm. Nói chung cái thanh rằng tất cả chi tiết đều khá là đẹp. Máy nổ cũng to. Thích các bạn ạ. Rất là yên tâm. Các bạn xem. 2016 nó rất là đẹp. Để bác chủ quá giữ gìn lắm. Đây qua cho anh em xem phần nội thất bên trong. Mới biết là bác chủ có cái ăn chơi mà cũng không tiếc tiền đầu tư cho cái xe này những cái đồ chơi, những cái phụ kiện rất là đẹp và chất anh ạ, đẹp phải nói là đẹp thật. Trần đã được trần mười nhiều đê anh ạ, trần này nhiều đê lắm, nó chỉ có 9 đê sao anh ạ. Trần này cà rô anh em ạ, rất là sang, nhiều đê lắm anh em thấy không. Anh em bảo là trần này là trần 9D đấy anh ạ. Túi khí chiếc xe này có 2 túi khí này. Đấy anh em thấy không? Một sự khác biệt. 2 túi khí. Ô đồ này cũng báo luôn anh em luôn, có 7.4 anh em nhé. 2016 7.4. Đã được lắp camera hành trình rồi. Camera hành trình rồi. Và camera này nó coi như có cảnh báo tốc độ luôn anh ạ. Ra thì vô lăng thì rất là đẹp, cái sân anh em này, một đôi mới rock đẹp lắm, bọc cả cái ôm vô lăng ra rất là đẹp luôn này. Chế độ căn chân cờ đuôi này, đóng thả dành tay này, đấy, điều khiển giọng nói này, volume to lên bài, còi rất là to, đấy, hai túi khí này, gương kính cụp xòe anh nhá, gương kính cụp xòe rồi, đã được độ gương kính cụp xòe rất là ok, đấy, gương kính cụp xòe này. Gương cụp xòe là độ anh em nhé, độ không phải là nguyên bản, bởi nguyên bản nó không chưa có cụp xòe như cái này này. Đấy anh em theo độ cái cụp xòe này. Ý. Và chiếc này bác này rất ăn chơi, độ cả một cái màn hình giống của VinFast gì gì đấy, to lắm, to nhưng mà cái màn hình của Trung Quốc Z8 cũng sử dụng màn hình này không? Rất là to, có cả điều khiển cảm ứng này, rất thông minh luôn. Đấy, nhiều tính năng lắm mà em còn chưa khai thác cái tính năng cơ. Đấy. Khá là đẹp và sang trọng nhỉ. Rất ok. Báo giá luôn cho anh em, chiếc này đang được chào bán với giá là chỉ có 535 triệu đồng thôi. Cái bị mua xe thôi, đã được tặng kèm cho bác chủ một cái tượng quan Bồ Tát phụ cho anh em lên lại may mắn nhá. Vậy thì đấy. Và anh em còn có thấy không? Có cả cái áo dựa, áo ga, dế, ghế này, áo yếm rất là đẹp, cực kỳ là căng cứng, chất lắm. Để cho nó quay có mọi người, khách hàng bác đi bác đến mua xem xe luôn. Đẹp không anh ạ? Em xem anh. Vâng anh xem đi. Em muốn hẹn xem cái xe này. Vâng anh xem con này đẹp không hết là. Cái này lốp gì đã? Đâu anh? Không lo đâu. À ừ, có vẻ hơi lo, đi không sao. Anh khách hỏi anh Quân mà. Vâng anh xem đi. À,
Con này nó vẫn là chạy được dầu, chưa phải chạy lái điện này. Anh chị trên Lạng Sơn xuống ạ. Không, em ở con này thì nó cái thì độ khá. Con này độ mình rất tạm với con của Trung Quốc anh em, nhưng mà này xịn đấy. Ghế nó vẫn là ghế cơ ở rìa thành ấy. Vâng, không có mùi thơm kiểu nguyên chắc nhỉ. À, nguyên chắc thì nó có thể mùi thơm riêng của nó. Nhưng đồ xe này anh chủ cũ anh đủ nhiều đồ đẹp hết đấy. Mình lái anh chắc lái nhiều lâu rồi chứ. Không, em lâu không chạy rồi. Không, điện thoại động nó dễ đi mà. Cái hàng đang thử chiếc xe này anh ạ. Mày rất là khỏe luôn. Vòng quanh nè. Anh chạy ra đường thì cho nó thoải mái. Không, chứ chắc không lắm. Nếu không anh đi vào đây, đi vào đường mới cho bàn cờ nó không đi thử với anh Tĩnh trong cái ô bàn cờ này rồi. Vâng. Đi thử với con XLT ấy. XLT trắng à? XLT trắng ấy. Có thấy bán cho anh? Chưa. Con đấy không biển bên trong, nó hút con đấy rồi, hôm đấy rồi. Vâng. Không biển thì có quan trọng gì mình rút hồ sơ. Không, em thấy cái vụ ngập nước em mới ghê thôi ấy. Không ngập hay không tùy xe mà, bọn em mua trước được đấy mà. Chứ có phải không đâu. Nói là mình kiểm tra máy mét rồi là gầm ghiếc nó có ảnh hưởng hay không. Chứ không phải đâu, cứ mua trong cái ra là bị đâu. Trong đấy nó có vùng cao, vùng thấp. Con này thì biển có linh luôn này, ngay đông chiều ấy. Cái này bọn anh bán, các bạn làm cam kết không biết thì có khách hàng không anh? Có, tí anh mà nó chở anh Quân, chắc có, đảm bảo anh mà, gì đâu. Anh có phải trả góp hay là... Trả góp, em để 4 năm ăn, lấy cả thì cũng lấy được đâu nhưng mà... Vâng. 4 năm ăn thì trả góp. Có gì tiếc sao? Anh bị test hãng nhưng mà không biết nè. Anh cứ xem đi, không mà ấy thì đi test hãng được, mà gì đâu. Tiền mua chắc trắng rồi đi kìa. Cái xù ấy. Và cái xù đấy đi sang như là sao mà đã lăng vào bọn này được. Còn tại là đã lăng nhé. Con này vị hàng khá vẻ ứng lý với chiếc xe này. Vâng, 2016 vậy ạ.